Con là Teresa Mai Anh. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Thánh ca gặp gỡ của Ủy ban Thánh nhạc Tổng giáo phận Hà Nội. Trong cái bộ số buổi đầu hôm nay, con xin trân trọng giới thiệu cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh là trưởng ban Thánh nhạc của Tổng giáo phận. Con xin kính chào cha. Chào chị. Thưa cha, con xin cha có đôi lời chia sẻ với lại quý vị trong chương trình về ý tưởng của chương trình này. Con xin mời cha. Xin kính chào tất cả các quý vị. Chúng ta đang ngồi trong phòng quay với chủ đề Thánh ca gặp gỡ. Trong năm phục vụ 2023 này, Đức Tổng Giáo mục Giuse đáng kính của chúng ta có ra chương trình cho toàn thể Tổng giáo phận. Đó là canh tân đời sống đức tin cá nhân. Vâng, để canh tân đời sống đức tin cá nhân thì chúng ta cần phải gặp gỡ. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta gặp gỡ với Thiên Chúa. Cho nên trong năm nay Ngài đã in rất nhiều các cái cuốn kinh thánh theo Tin Mừng theo Thánh Matthew, và có những bài học cụ thể cho mỗi tuần. Và tất cả các nhà thờ đều học hỏi để cho chương trình canh tân đời sống đức tin cá nhân. Thì cái điều quan trọng nhất là phải gặp gỡ, và gặp gỡ Thiên Chúa và qua lời của Chúa. Lời của Chúa qua những bài hát mà chúng ta vẫn hát ấy, lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Thế thì đó là một cái tâm tình mà có thể nói canh tân đời sống đức tin là phải qua chính lời của Thiên Chúa. Rồi Ngài cũng hướng dẫn cho các ủy ban để kết hợp với những cái tâm tình của bề trên giáo phận. Cho nên rằng ủy ban gia đình rồi tổ chức đọc kinh liên gia của các gia đình, rồi là giới trẻ, rồi là tất cả các ủy ban trong giáo phận đều hợp ý cùng với bề trên của Tổng giáo phận của mình. Và chính vì thế cho nên là hôm nay thì ban thanh nhạc cũng theo cái chương trình của bề trên, cho nên cũng có buổi thánh ca gặp gỡ. Vâng, với thánh ca gặp gỡ đó thì để cho chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, bởi vì thánh ca tức là lời của Thiên Chúa, và lời của Thiên Chúa mới có sức thánh hóa con người. Cho nên rằng là trong cái tâm tình bài hát gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô để nảy sinh tình huynh đệ. Và để rồi khi gặp gỡ Đức Kitô rồi thì không chỉ là những cho mình, mà mình phải đem Chúa Kitô cho người khác. Mình phải có Đức Giêsu Kitô trong mình đã, mình mới có thể biến đổi được cuộc đời của mình. Rồi từ mình mới qua mình sẽ biến đổi cuộc đời của anh chị em, cũng như là mời gọi tất cả mọi người cùng được biến đổi. Vậy thì xin mời quý khán giả cùng đến với chương trình Thánh ca gặp gỡ. Tôi có nghe một cái ý tưởng này cũng rất là hay. Khi nào mà ngôn ngữ bất lực thì âm nhạc lên tiếng. Tôi cũng đã kinh nghiệm cái điều đó. Bởi vì là khi nhiều khi mình giảng rồi là giúp cho các bạn trẻ ăn năn sám hối, nó chả ăn năn sám hối gì. Nhưng mà khi mà giúp cho các bạn một cái bài hát, một cái tâm tình, và mình gợi ý cho họ, rồi với cái lời ca tiếng hát, rồi với ơn của Chúa, cho nên là với cái giọng ca của ca sĩ, làm cho tâm hồn họ tan chảy ra. Vâng, tan chảy ra. Chính vì thế cho nên là hôm nay trong cái tâm tình của chúng ta khởi đầu cho mùa chay thánh với tâm tình gặp gỡ thánh ca. Kính thưa quý vị, mỗi một năm giáo hội dành một mùa để chúng ta ăn năn sám hối, đó là mùa chay. Chúng ta vừa cùng với lại toàn thể giáo hội bước vào mùa chay với lễ cho. Và hôm nay cũng thật là một cái dịp rất là có ý nghĩa để chương trình Thánh ca gặp gỡ có được số đầu tiên với chủ đề sám hối để trở về với Chúa, và để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ anh em. Sám hối là một việc mà con người thường xuyên phải làm. Nhưng mà trong mùa chay này thì chúng ta đặc biệt chú ý tới việc ăn năn sám hối. Không phải chỉ ăn năn sám hối suông mà chúng ta còn phải đền tội, và chúng ta phải làm việc bác ái. Trong tâm tình đó thì kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe một bản thánh ca đầu tiên của chương trình. Đó chính là bản thánh ca
Tâm Tình Sám Hối của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy với sự thể hiện của ca sĩ Maria Diệu Linh. Xin mời Diệu Linh. Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Mang thân phận yếu đuối, con bước đi nhờ Ngài dắt dìu. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, con cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con. Xin ơn trời thắp sáng lòng trí con bằng ngọn lửa hồng, vui trên đường hy sinh theo Chúa đi gieo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi, con xin sống cho Ngài. Chúa ơi, con xin sống cho Ngài. Trọn đời con vâng bài ca mới để ngợi khen ân tình biển khơi. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, được sống trong ân tình của những người con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến.
Cảm ơn Diệu Linh. Diệu Linh hát rất là hay. Một bài hát rất là cảm xúc. Cái điệp khúc nó nhật được nhắc đi nhắc lại mấy lần. Con xin trở về cùng Chúa. Con xin trở về với anh em để được sống trong cái niềm hạnh phúc. Cảm ơn Diệu Linh rất là nhiều. Con thưa cha, cha là một linh mục, cha là trưởng ban thánh nhạc, nhưng mà cha cũng vẫn phải làm các công việc của một cha xứ. Chắc chắn là trong đó một cái việc rất là quan trọng trong mùa chay, đấy là cha ngồi tòa cáo giải để cho hối nhân được làm hòa với Thiên Chúa. Và chắc chắn là con tin là cha sẽ có những cái lời khuyên rất là hữu hiệu, rất là gần gũi, và nó cũng rất là xác thực để cho tất cả mọi tín hữu, trong đó có con, có Diệu Linh và cũng như tất cả mọi người, mình đã ăn năn rồi, mình quyết tâm rồi. Thế nhưng mà làm thế nào để cái quyết tâm của mình nó được trở thành hiện thực? Chứ quyết tâm thì nhiều, hứa thì nhiều lắm ạ. Nhưng mà rồi làm được bao nhiêu thì người ta vẫn nói như thế. Con xin cha cho một vài ý tưởng. Câu hỏi rất là hay. Thực sự ra để mà trở về với Thiên Chúa, bởi vì con người yếu đuối cho nên cứ luôn luôn sai phạm, mắc đi rồi lại mắc lại. Thế nhưng mà thực sự làm sao để cho họ ý thức được cái lỗi lầm của họ? Đó là cái điều rất là quan trọng. Và chính vì thế cho nên nhiều khi mình cũng giúp cho các bạn trẻ tĩnh tâm để rồi gặp gỡ Chúa. Nhưng mà nhiều khi thì giảng cả mấy bài tĩnh tâm cho các bạn trẻ đi xưng tội rất là ít. Làm thế nào mà để họ gặp gỡ được Thiên Chúa? Họ gặp được Chúa, Chúa với họ. Thì cái tâm tình đó nó mới thực sự nó là tâm tình ăn năn sám hối. Thực sự. Cho nên rằng là trước đây thì tôi cũng phụ trách về giới trẻ. Cho nên là cũng thường thường tổ chức cho giới trẻ tất cả các mùa. Từ mùa vọng, rồi là đến dịp Tết, rồi đến chay, rồi đến phục sinh, rồi tất cả các dịp lễ. Thì bao giờ cũng có những cái chương trình là tĩnh tâm cho các bạn. Thì từ mỗi lần tĩnh tâm thì mình cũng tìm ra một cái cách thức để mà mình tĩnh tâm cho các bạn trẻ. Một trong những tâm tình tĩnh tâm cho các bạn trẻ đó là thánh ca. Có khi mình giảng mãi, các bạn ấy xưng tội ít lắm. Thế rồi mình cũng tìm ra cách nọ cái kia, mình tĩnh tâm bằng thánh ca. Mình tĩnh tâm bằng thánh ca một cách là mình lấy cái lời ca, tiếng hát, những cái bài hát. Thí dụ như là bài hát bạn trẻ của chúng ta đây hát rất là hay, nhưng mà rất là đi vào trong tâm tình. Thế thì khi mà mình giúp cho các bạn trẻ đó, thì mình hướng dẫn cho các bạn trẻ về cái tâm tình của mình đối với Chúa và tâm tình của Chúa đối với mình. Và qua những cái tâm tình sám hối đó thì mình dẫn dắt cho các bạn cái tâm tình làm sao mình phải có cái tâm tình đối với người cha thân yêu thương của chúng ta. Rồi là mình mở một cái bài hát hoặc là một ca sĩ sẽ hát một cái bài hát mà mình đã lựa chọn. Rồi tính chính cái tâm tình đó mình giúp cho họ để họ hiểu được cái lời ca tiếng hát đó. Rồi xin mời các bạn chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta hãy trở lại về lòng mình và hướng tới Thiên Chúa. Để rồi cái lời ca tiếng hát đó nó sâu lắng vào trong qua tai, qua con tim của mình. Rồi là làm cho mình được hiểu biết cái lỗi lầm mà mình sám hối. Chính vì thế cho nên là khi mà mình tĩnh tâm như vậy thì cảm thấy các bạn nó nhắm mắt lại, nó thấy nó cay cay cái mũi, bây giờ mắt nó chớp chớp. Thế là mình biết như thế là thánh ca, lời của Chúa đã đến với tâm hồn của họ. Và sau đó thì đúng là cái kết quả đó là mình giải tội suốt cả buổi tối. À, vâng, con cũng hiểu. Thực ra mà nói thì như chính bản thân con đây cũng thế thôi. Để mà bước đến tòa giải tội thì nhiều khi cũng nhiều ngại ngần lắm. Mà con nghĩ rằng cái sự ngại ngần khi mà đến với tòa cáo giải để mà làm hòa với Thiên Chúa, rồi qua cái việc làm hòa với Thiên Chúa mình cũng có thể làm hòa với anh em. Thì đấy chính là có lẽ là cái tâm tình mình chưa được đánh động cho đầy đủ, cho thật là sâu. Rồi là mình nhiều khi cũng làm như là một cái việc bổn phận. Làm việc này là mình hoàn thành nghĩa vụ với mùa chay. Thành ra con cũng rất là chia sẻ cái ý tưởng như cha vừa mới nói chuyện. Đó là những cái bài thánh ca làm cho lòng con người được trở nên mềm hơn. Người ta trở về với chính mình thông qua những cái nhạc phẩm, thông qua những cái lời ca và những cái điệu hát ấy. Và con nghĩ rằng chính cái
cái tâm tình khi mà mình thực sự mình cảm thấy là có Chúa trong lòng mình thông qua các bài thánh ca, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho mình có thể can đảm hơn, vượt qua mọi cái để mà đến với tòa cáo giải. Và chúng con cũng rất là hy vọng rằng là thông qua một cái chương trình như thế này, thì đầu tiên chính là con sẽ chăm chỉ hơn trong tất cả những cái mà người ta phải ăn năn sám hối, thì như bản thân con thì con thấy rằng nhìn thấy một cái người nào mà mình vốn đã không ưa, bây giờ phải cười với người ta một cái thì cũng khó lắm. Nhưng thôi, mùa chay mình cũng cố gắng, mình ra chào người ta, mình hỏi người ta và cố gắng cái điều chào hỏi đấy của mình thật lòng. Nhưng mà có lẽ một cái điều mà mình hay bị quên đi mất, giống như trong Kinh Thánh nói rằng là mình nhìn thấy một cái rác ở mắt người ta thì nhanh lắm. Thế nhưng mà cái xà to tướng ở mắt mình thì mình lại không có nhìn thấy. Thế cho nên là con nghĩ rằng là khi mà mình biết đối diện với chính bản thân mình biết khiêm tốn nhìn nhận những cái thiếu sót của mình trong một cái tâm tình gọi là rất là đơn sơ, thì có lẽ cái điều đấy nó sẽ làm cho mình thêm quyết tâm nhiều hơn. Kính mời quý ông bà và anh chị em đến với một ca khúc thứ hai trong chương trình, đó là ca khúc của Linh Mục Quang Uy, Ánh Sáng Và Bóng Tối, qua sự thể hiện của ca sĩ Phêrô Anh Vinh. Xin mời anh Vinh. Vực sâu một người tội lỗi vươn tới, ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hòa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sau vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến con nhận ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chê vào đâu được thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Trên gương mặt tôi tâm đi, còn đâu rạng rỡ. Con sống thật là rất tốt, không chê vào đâu được thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho.
trên gương mặt tối tăm đi, còn đâu rạng rỡ. Con quay xuống những người tội lỗi sang ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, còn đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Xin cảm ơn anh Vinh. Mình đã nghe bài này rất là nhiều lần trên YouTube, nhưng mà hôm nay trong phòng thu này với một cái không khí rất là đặc biệt thì mình cảm nhận bài này nó cũng đặc biệt hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn em đã truyền tải được những cái cảm xúc từ cái nhạc sĩ người viết ra cái bản thánh ca này đến được cái thính giả là người nghe, và hy vọng rằng tiếng hát của em cũng sẽ giúp nhiều người lấy lại được một cái tâm tình mà rất là cần thiết trong mùa chay. Cảm ơn anh Vinh một lần nữa. Con xin thưa cha trưởng ban, cái bài hát này khi mà con tìm hiểu, con thấy rất là thú vị, bởi lẽ là có bản thì ghi là sáng tác Linh Mục Quang Y, thế có bản thì ghi là sáng tác Tiến Lộc, rồi lại Quang Uy, rồi con lại nhìn thấy có bản khác đầy đủ hơn, nhạc Thúy Trang, lời Quang Uy, ý tưởng Tiến Lộc. Thế thì con cũng xin cha có thể chia sẻ một chút về Linh Mục Tiến Lộc. Bởi lẽ là Ngài là một, có thể nói là Ngài là một vị linh mục rất là gần gũi với Tổng Giáo phận Hà Nội. Khi mà con còn nhỏ, con tham gia ca đoàn thì hồi đấy ông An còn ở đây, thì cha Tiến Lộc rất nhiều lần ra Hà Nội và cha cũng đã từng lên trên gác đàn của nhà thờ chính tòa. Cha dạy cho chúng con hát những cái bài hát sinh hoạt rất là vui, và Ngài vừa cầm guitar, Ngài vừa gảy và Ngài hát một cách rất là nồng nhiệt. Ngài cũng mới qua đời với, và con nhớ có một cái biệt danh của Ngài rất là thú vị, đấy là Voi. Thì cha có, con biết là cha có rất là nhiều cái mối thân tình, cũng khá là nhiều lần gặp gỡ với lại cha Tiến Lộc. Xin cha vui lòng chia sẻ với quý thính giả của chương trình một vài điều về cha Tiến Lộc ạ. Vâng, cũng như là chị, cũng như là tất cả các quý khán giả đều biết cha Tiến Lộc, Ngài là một, trước tiên là một giáo dân của nhà thờ chính tòa, gia đình Ngài ở phố ngõ huyện, và đặc biệt là đối với anh của Ngài là bác An, là ca trưởng của nhà thờ chính tòa, một người rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình, rất hăng say với thánh ca, cũng như là luôn luôn là đem lại niềm vui, lời ca, tiếng hát đến cho tất cả mọi ca đoàn. Bác cũng rất là nhiệt tình, cho nên là khi mà phụ trách dưới giáo sư đồng trì là cứ hàng tuần là mời bác, là bác từ hàng nhà thờ lớn là bác xuống. Chính vì sự gắn kết giữa là bác An cũng như là cha Tiến Lộc, cho nên rằng là có cái sự đối với tôi thì cái có thể nói rằng là rất thân thiết với Ngài. Và lý do là năm 1995 thì tôi được về coi sóc giáo xứ Hàm Long, và lúc bây giờ thì tôi phụ trách
cả thiếu nhi thánh thể, cả giới trẻ, cả giáo lý viên và nhiều nhiều cái khác. Và chính vì thế mình thì cũng là một linh mục trẻ mà cũng chẳng có cái tài năng gì cả. Cho nên phải nhờ các cái bậc tiền bối, các bậc đàn anh giúp thôi. Cho nên là sau cái năm 95 thì 96, 97 thì là phụ trách giới trẻ, rồi là giúp cho các giới trẻ tinh hàng tuần. Chứ là mỗi ngày thứ ba hàng tuần là lễ dành cho các bạn giới trẻ. Thế cho nên là các chương trình thì luôn luôn phải mời các bậc tiền bối, các bậc đàn anh, ở trong số đó có cha Tiến Lộc. Chính vì thế cho nên là tất cả có chương trình gì là hầu như là mời ngài. Từ thiếu nhi thánh thể, rồi là giới trẻ, rồi là giáo lý viên, cho nên là hầu như là mời ngài rất là nhiều. Tất nhiên còn nhiều các nhân vật khác, nhưng mà riêng cha Tiến Lộc. Cho nên đối với cha Tiến Lộc thì rất là thân quen đối với tất cả các bạn trẻ vào cái thời năm 95, 2000 và tiếp theo sau nữa. Thì trông thấy ngài thì nói chung cái bộ dạng của ngài, ngài ra tới lớp học cái thì mọi người đã cười rồi. Và chính ngài tạo cho họ một cái niềm vui rất là đơn sơ, rất là chân thành, cũng rất là hóm hình. Cho nên là để lại cho những cái dấu ấn cho những cái bạn trẻ. Các bạn trẻ rất là chịu khó lắng nghe ngài. Cái điều quan trọng là khi người ta yêu, người ta biết lắng nghe thì người ta dễ nhập tâm và người ta dễ biến đổi tâm hồn. Chính cha Tiến Lộc là những người tuân thỉnh như thế. Cho nên mặc dầu là Chúa gọi ngài về rồi, những cái hình ảnh của ngài vẫn rất là vui vẻ và đem lại cái niềm vui. Xin Chúa ban ơn cho ngài để ngài được hưởng hạnh phúc thiên đàng, và xin ngài lại tiếp tục làm cho giới trẻ và mọi người được vui với những lời ca tiếng hát, với những câu chuyện dí dỏm của ngài. Con xin cảm ơn cha với những cái chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Con nghĩ rằng là có một cái chi tiết nữa cũng rất là hay về cái bản thánh ca Ánh Sáng Và Bóng Tối chúng ta vừa mới cùng được nghe ca sĩ Anh Vinh thể hiện. Thông thường thì khi mà người ta viết nhạc ạ, viết một cái bài hát nói chung hoặc là một bản thánh ca nói riêng thì thường là xuất phát từ ý tưởng về lời ca. Có thể là đánh động bởi một cái ý tưởng nào đó, một cái câu nói nào đó, hoặc là một cái lời kinh thánh nào đó, rồi là nhạc sĩ nghiền ngẫm về điều ấy, rồi là những cái suy tư của nhạc sĩ nó sẽ vang lên thành giai điệu. Nhưng mà cái tác phẩm mà chúng ta vừa nghe rõ ràng là một bản nhạc rất là hay, rất là sâu lắng, đánh động tâm can con người, thì lại có cái chiều hướng đi lại ngược lại ạ. Khi mà con có hỏi mình cha Quang Huy, cha Quang Huy là thì ngài bằng tuổi con biết ngài từ rất lâu rồi, từ khi mà ngài còn làm thầy cha Jose Maria vừa chia sẻ ở bên Bắc Ninh ạ, thì con cũng đã sang đấy. Thế thì con mới hỏi ngài về cái bài hát này, và con bảo cha sao con thấy ghi thì mỗi lúc lại ghi một kiểu, thì con muốn hỏi lại cha với tư cách là tác giả xem bài này thì con nên ghi thế nào cho đúng ạ. Thì cha có nói với con như thế này ạ. Bài này nó ra đời, bài hát Ánh Sáng Và Bóng Tối, cái tên đầu tiên thì có tên là Sám Hối Ba, và ra đời từ khoảng năm 85. Và cái câu chuyện nó rất là thú vị, bởi vì cái thời ấy thì cha Quang Uy sinh hoạt cùng với lại ca đoàn Mai Khôi, một ca đoàn khá là nổi tiếng ở trong Sài Gòn. Thì trong ca đoàn Mai Khôi có một chị ca viên và chồng chị ca viên tên là chị Thúy Trang và chồng tên là anh Khoa. Hai người cùng sinh hoạt với nhau, và hồi ấy thì chị Thúy Trang là học trò của cha Quang Uy về sáng tác. Thì một lần chị đưa cho cha Quang Uy bản nhạc, chính là cái giai điệu của cái bài hát mà chúng ta vừa nghe. Thì nhờ cha Quang Uy sửa, thì cha Quang Uy nói rằng Uy đọc và Uy thấy cái giai điệu hay quá. Thế Uy chợt nhớ đến một cái ý tưởng mà trong một cái bài Tĩnh Tâm cha Tiến Lộc có chia sẻ. Và chỉ trong vòng có 30 phút thôi ạ, cha Quang Uy đã hoàn thành cái bài hát mà rất là sâu lắng. Và nếu mà chúng ta có thời gian, chúng ta lấy cái bản nhạc đó ra, chúng ta nghiền ngẫm từng ca từ, thì có thể nói là không thừa một lời nào. Tất mỗi một ca từ ở trong đều rất là có giá trị, và quan trọng hơn là với một cách thể hiện vô cùng giản dị, nhưng bài hát đã có thể nói với chúng ta về những ý tưởng rất là sâu, rất là sâu xa. Và khi mà nghe anh Vinh hát bài này, bên cạnh những cái ý tưởng như con vừa chia sẻ, thì con lại nảy ra một cái ý tưởng nữa. Đấy là khi mà cái bài hát nó đi ngược chiều như thế chạ, bắt đầu từ bản nhạc, xong rồi bắt đầu mới đến một cái ý ở trong một cái kỳ tĩnh tâm của cha Tiến Lộc, rồi lại biến thành cái lời hát của cha Quang Uy, thì con bảo ô, tại sao lại có thể là thành công
một cái cách nó mỹ mãn mà lại hơi khác thường như vậy, thì con mới thấy rằng là có lẽ cha Quang Uy, cha Tiến Lộc hay là chị ca viên Thúy Trang, họ đều có một cái điểm để quy hướng, đấy chính là Thiên Chúa. Khi mà tất cả mọi người cùng hướng về Thiên Chúa, người ta sẽ gặp nhau, hoặc nói như là cái ngôn ngữ thường ngày, người ta nói là ý tưởng lớn gặp nhau. Nhưng chỉ có thể có được ý tưởng lớn nếu chúng ta có được Chúa ở giữa. Chúa liên kết mỗi một cái ý tưởng nhỏ nhỏ để nó trở thành một ý tưởng lớn. Vâng, cũng xin chia sẻ với quý khán giả thêm một cái tâm tình về cái bài hát này. Trước đây mình hát thấy cái bài hát này nghe nó cũng hay hay, nhưng mà nó hay, thật hay đối với mình ở lúc chỗ nào? Khi mình đọc kỹ cái lời ca tiếng hát này, khi mà mình được ở trên cái đỉnh cao của những cái sự thành công ấy, thì nhiều khi là mình tự hào, tự đắc, rồi là mình hãnh diện. Thế cho nên là khi mình lại nhiều khi mình quay lưng lại, mình nhìn cái người ở bên dưới, mình có phải coi thường, coi khinh họ, thì thực sự nó vô tình. Thí dụ đây, chúng ta đang ngồi ánh đèn đây, là ánh đèn nó chiếu sáng mặt chúng ta, nghĩa là ánh bình minh hồng ân của Thiên Chúa chiếu rạng tỏa trên chúng ta với những sự cố gắng, với những sự hy sinh, với sự phấn đấu của mình. Thế nhưng mà khi mà mình tự cao tự đại, mình quay lưng lại thì mặt trời hồng ân của Thiên Chúa đằng trước, thì là chúng ta không đón nhận được, mặt chúng ta đen đen thui. Thế và cũng là một cái tâm tình đó, mấy hôm vừa rồi thì cũng thích xem thể thao, thế nên là chợt là mở ra mà có một cái chương trình gọi là Một Phút Hối Hận. Một phút hối hận có nghĩa là trong cái cuộc tranh đua các vận động viên đang chạy, thì một anh mà sắp về tới đích rồi, cho nên rằng là anh nhìn đằng sau mọi người vẫn còn đang xa, anh ấy vỗ ngực, anh ấy rất khoe khoang. Thế thì lúc bây giờ anh đang, vâng, anh tưởng là anh mới sắp tới đích thôi, nhưng mà cái người đằng sau nhân dịp đấy và vụt qua và họ chiến thắng. Cho nên cái sự khiêm tốn luôn luôn là những cái sự là chúng ta phải nhìn nhận ra những yếu đuối của chúng ta, và chỉ có những ai yếu đuối, chỉ có những ai tin tưởng vào Chúa mới được Chúa yêu thương và ban ơn và chúc phúc. Người này về được khỏi tội, còn người kia thì không. Đó là những cái bài học cho tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta. Con này cũng thấy rằng là mình buổi tối ngồi đọc kinh, xét lại một ngày, lại Chúa tha cho con thế này, con thế này, con thế này, con không đúng cái lời hứa với Chúa. Mà con thấy là ngày nào con cũng như vậy, ngày nào con cũng như vậy, cũng tội lỗi lắm. Thế thì rồi con tự nghĩ, con bảo ô, thế ngày nào mình cũng hứa, rồi mình lại quên, mình lại không làm được. Mà con nghĩ rằng cái đấy có lẽ cũng không phải một mình con là cá biệt, mà có lẽ cũng rất nhiều người trong chúng ta chia sẻ cái tâm tình của con. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ô, thế sao Chúa tha gì mà tha nhiều thế? Chúa chả lẽ Chúa cứ tha mãi, Chúa cứ tha mãi. Thế rồi con tìm thấy một bài hát rất là hay, Chúa Không Lầm, của Linh Mục Kim Long. Ngài là một cha rất là lớn tuổi, và khi mà nghe đọc những cái lời hát ở trong đó, thì con thấy đấy chính là cái câu trả lời mà con đang còn băn khoăn, thế Chúa có lầm không? Và Chúa có dại dột không? Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Chúa Không Lầm của linh mục nhạc sĩ Kim Long qua giọng hát của ca sĩ Anna Lan Quỳnh. Xin mời Lan Quỳnh. Chúa đã biết từ ngàn xưa, con mang thân thể.
Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời giặt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết tương an sau. Một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oan. Chúa không lầm khi Ngài dìu con đi, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa. Nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thông hối, là Ngài là ai thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từng ngàn sao, từng giây dung cảm trong lòng là từng giây hơi thở dừng nó. Nhưng lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yêu đuối, cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thông hối, là Ngài là ai thứ tha. Cảm ơn Quỳnh. Bài hát của em rất là sâu lắng. Mình lắng nghe và mình còn ngắm cả ca sĩ nữa. Và quý vị có biết không, tôi phát hiện ra một cái điều rất là thú vị. Khi các cái tiểu khúc á, Chúa không lầm khi con thế này, Chúa không lầm khi con thế kia, Quỳnh hát với một cái gương mặt rất là ưu tư. Thế nhưng mà đến điệp khúc, nhưng lòng Chúa quá bao dung, khi mà chúng ta thành tâm ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha. Quý vị có nhận thấy gương mặt của ca sĩ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên không? Và bản thân con khi mà nghe Quỳnh hát, ngắm nhìn gương mặt rất là thánh thiện, rất là tươi vui của Quỳnh với những cái lời ở trong điệp khúc, thì bản thân con cũng thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn, và mình cũng cảm thấy là an ủi hơn, được động viên nhiều hơn, được an ủi hơn. Chúa luôn luôn yêu thương mình, Chúa luôn luôn tha thứ cho mình. Cảm ơn Quỳnh rất nhiều. Con thưa cha, đây là một bài hát mà rất là tâm tình. Và con cũng biết là nhạc sĩ Kim Long, Ngài là có thể nói là một cây đa cây đề của thánh nhạc Việt Nam. Và đến nay thì Ngài vẫn còn, cho dù là sức khỏe thì yếu rồi, nhưng Ngài vẫn rất là đam mê về thánh nhạc. Và con cũng được biết, với cha Kim Long thì cha Jose Maria có một cái mối thân tình, có lẽ là còn hơn cả với các linh mục khác. Xin cha có thể chia sẻ với lại quý thính giả của chương trình những cái điều gì mà Ngài tâm đắc về linh mục nhạc sĩ rất là nổi tiếng của thánh nhạc Việt Nam. Quý khán giả đều biết cha Kim Long là một nhạc sư, và hầu hết mỗi một năm có hai đại hội thánh nhạc thì hầu hết là
bao giờ Ngài cũng có mặt. Cho dù là Ngài nghỉ hưu nhưng mà Ngài bao giờ cũng có mặt. Và cũng thường thì tất cả có những gì khó cũng đều nhờ tới Ngài. Và đặc biệt đối với Thánh Nhạc Tổng Giáo Phận Hà Nội thì không thể thiếu được Kim Long. Mỗi một khi có tổ chức đại hội thánh nhạc hay những cái chương trình gì lớn thì luôn luôn có nhạc sư Kim Long. Ngài cũng ưu ái đối với Tổng Giáo Phận Hà Nội, đối với các đứng về trên, cũng cách riêng cũng đối với cha trưởng ban. Cho nên là cha Kim Long nói gì, cảnh cứ có việc gì cứ ới cái mình ra ngay, mình có mặt ngay. Và cho dù bây giờ Ngài nghỉ, thỉnh thoảng Ngài vẫn gọi điện, Ngài hỏi dạo này có gì mới không? Nhớ gọi mình nhé. Thế thì đối với cha Kim Long thì cái bài hát Chúa Không Lầm, thường thường bao giờ mà ra gặp Ngài hoặc có chương trình gì, Ngài cũng rất hay hát cái bài này và cũng rất là tâm tình. Đúng là Chúa không có lầm, nhưng mà chúng ta nghe cái phần điệp khúc thành tâm khi ăn năn thống hối thì Ngài thứ tha. Cho nên là chúng ta không thể nào cứ phạm tội đi rồi là xin Chúa tha, nhưng mình phải thành tâm ăn năn sám hối. Thì Thiên Chúa là tình yêu, là Ngài luôn luôn yêu thương. Cái khi mà chúng ta sám hối mà chúng ta thực lòng, Chúa tha hết. Thế cho nên là các bạn trẻ chúng ta cũng đừng lợi dụng cái lòng yêu thương xót của Chúa để rồi chúng ta cứ phạm tội. Thế như vậy chúng ta không có cái tâm tình ăn năn sám hối. Cho nên cái tâm tình ăn năn sám hối đó là tâm tình đó luôn luôn được Chúa thứ tha. Con cảm ơn cha trưởng ban những cái chia sẻ của cha với lại quý thính giả của chương trình thì cũng rất là quý báu. Chúng ta biết rằng là Chúa thì rất là kiên nhẫn và Chúa thì luôn bao dung, nhưng mà chắc chắn là Chúa không dại để cho chúng ta lợi dụng Ngài, và chúng ta chỉ cần có khi mà chúng ta thật là thành tâm ăn năn thì Ngài sẽ luôn luôn thứ tha, luôn luôn dang rộng cánh tay để đón chúng ta trở về với Ngài. Con lại nhớ tới cái câu chuyện người ta nói rằng là con người ấy, cái tình cảm của con người thì nó dễ bốc lên lắm, nhưng mà nó là đấy là lửa rơm bùng lên một cái rất là to, rất là sáng, nhưng mà rồi nó lại lụi ngay. Chỉ có mỗi tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu từ thánh tâm của Chúa mới là cái ngọn lửa vĩnh cửu. Và trong cái tâm tình mùa cháy này thì con hy vọng rằng thông qua những cái bài thánh ca mà các ca sĩ vừa trình bày, những cái điều cha vừa chia sẻ về những cái cảm xúc khi mà nghe những bài hát ấy, thì cũng sẽ giúp cho quý cộng đoàn chúng ta có được một cái tâm tình rất là thật là xứng hợp để mà chúng ta sẵn sàng đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Và đấy thực sự là một mùa chay có ích cho mỗi tâm hồn của chúng ta. Xin kính chúc quý vị thính giả những cái ngày mùa chay rất là sốt sắng, rất là nhiệt thành, và nhớ đón xem các chương trình tiếp theo của Thánh Ca Gặp Gỡ trong những số tới. Xin kính chào quý vị. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù Chúa bao phép.